Hi cả nhà, hôm nay em dẫn con gái em đi T-Mart coi có cái gì mua cho chị nhỏ không. Chị đòi stylist Hàn Quốc. Bà tự biết toàn là màu tông đen không? Không ghé U tà, coi có cái gì để mua cho chị mụn. Mà cả nhà đi theo em nha. Đấy, cái stylist của bà ấy đó, bà muốn Nhật với Korea không à. Bên đây không? Ở đây cũng có bán hoa ly nè. Cái hoa ly 69 đồng. Bự nhỏ, bự thì 79. Thế nên nó bán từng cái à. Bộ hoa ly này nhẹ quá, mua về Việt Nam sao ấy ta. 100 đồng một cái nè. Ủa nó nhẹ bà cố luôn á. Nhất bằng tay được luôn á. Cả nhà biết không, ở trong T-Mart á thì đồ nó bán như là mấy cái đồ rẻ cho mình xài hàng ngày đi làm. Nhưng mà chị em nào không có muốn xài mấy đồ mắc tiền, mình chỉ xách đồ đi chơi hay mua đồ tặng người nhà thì có thể vô đây lựa luôn. Nó không có mắc lắm. Nó cũng giống như trong Target hay mấy cái mall nhỏ. Ui sơ sơ cho cả nhà coi. Cũng có Michael Kors rồi. Mấy cái ba lô. Giỏ sách. Mấy cái này chắc đem về Việt Nam, sách về Việt Nam chứ nó quần bể bà nó luôn quá. Cái này dành cho mấy bé học sinh, đồ sinh viên em nghĩ nó sách được. Tại vì không có cần phải xài đồ mắc tiền. Mua đồ này cho tụi nhỏ nó đó, sách đi ra đường là được rồi. Hai cả nhà ha. Ồ. Ừ, nhìn dữ không? Này cho mùa hè Emily, mình mua mình về Việt Nam mình mang cho nó mát. Cái này thì nó có giá 19 đồng, 14 đồng một cái nha cả nhà. Con muốn cái đó hả? Con thích cái Michael Kors nhỏ xíu của mẹ hả? Không mà con nít con có thể xách cái này được. Rồi kiểm tra đi, nếu thích thì coi được hay đấy. Có tiền bỏ vô không đó? Cũng nhiều giỏ về ba lô quá. Thiệt luôn hả? Mẹ thích cái màu đen của con đang đeo trên người hơn. Cái dây đai màu đen nó đẹp hơn đó hả? Con toàn tận đồ, đồ. Con bận đồ tông đen không? Con đi lựa màu hồng. Giỏ cũng dễ thương ha. Bốt chuột. Quá trời ngăn luôn à. Cái này 10 đồng cái sợi nè. Lấp lánh kim tuyến luôn. Mà nếu mà tiếc là em không mang đồ giả được cả nhà ơi. Em mang vô là lỗ tai em ngứa liền luôn. Mang được chân diện đẹp. Wow. 12 đồng. Cho 3 cái. Giống như em nghĩ mấy anh chị nào mới qua Mỹ định cư có thể đi Target, đi Marshall, Ross hoặc T-Mart, những chỗ này thì nó bán giỏ sách cho mấy anh chị đi làm hàng ngày, dễ thương mà hợp giá tiền, kể cả quần áo vậy nữa. Còn mấy anh chị ở lâu năm thì em không có nói nha, mấy anh chị đủ khả, có thể cũng có đủ khả năng để mua mấy đồ mắc tiền.
hay là chỗ nó để cho mình để lên mấy cái đồ mà mình bỏ vô lặt vặt để mình đi đi du lịch á. $5 cho 3 cây kẹp. $7 đủ loại đủ kiểu luôn cả nhà. Cột tóc nó chỉ từ 7-8 đồng đổ lại à. $4 lắp lá kim sa hộp lộ cho gì chắc đựng ba cái đồ mỹ phẩm ở trong á con. Dạ. Mấy cái đồ như con đi về Việt Nam á. Rồi đưa lấy coi. Coi coi mấy mắt kiến này có giá nhiêu nha. 90 đồng một cái cả nhà. Mày vô ơi. Ấy đây vô, đây vô, đây vô. Cái mắt kính đó mày nghĩ ủa nếu 90 đồng đâu mắt đâu cần phải đeo cái đồ báo vô. Rồi quay mẹ con coi. Quay mẹ coi. Ồ, nhìn nó sỏi đen quá. Nè, mấy cái đồ mắc tiền hơn chút thì họ để ở trong tủ mà mình nhìn em nghĩ kia chắc cũng chẳng mắc được hơn nhiều. Không có mắc lắm mà cũng bỏ trong tủ sợ mất nó trời. Ồ, cũng 49-50. Đây là quang cảnh của Tichimat. Gần sắp tới cái lễ cái lá kìa mấy lì. Cái lá Valentine tới cái này nè phải không? Là cái lễ cái lá là cái gì? Wow. Aiden. Trời ơi. Hay gì nãy giờ tao tưởng tao chuột chết. Đẩy xe Aiden. Đẩy xe Emily. Emily. Wow, Mickey Mouse có giá 10 đồng nè cả nhà. Wow, Emily. Mickey Mouse nè. Mà con đeo vô lỗ tai con cũng bị dấn mà. Mấy cái này mùi ở trong xịt phòng nè Emily. Có nhiều cái nó thơm lắm á. Nó có giá 6-7 đồng chai à. Cái này á là đôi khi là hà mà ở trong mo cái nó còn số lượng ít á, cái người ta dẹp ra ngoài đây người ta bán cũng có nữa nha cả nhà. Em nói vậy thôi, ai biết nhiều thì vô bình luận cho em biết nha. Nhưng mà hàng đây là tốt hơn hàng Walmart. Hàng Walmart thì hàng Trung Quốc nhiều. Mình đi mấy cái này thì vẫn có nhiều cái tốt. Mùi lavender thơm nè. Bên đây chúng ta có cho da, sữa rửa mặt, dưỡng da các loại. Ở trên là vàng chắc hàng thử. Đây là sữa tắm. Còn bên đây dành cho tóc, xịt tóc. Máy ép tóc. Máy ép tóc. Đồ sấy, lược các loại.
chúng ta đi dành cho gót chân. Giá 1 hộp 5 đồng. Này là bữa mẹ bên mẹ thấy mẹ mua bên U Tà. Bên đây nó có bán. Ở đây là bán về son mỹ phẩm. Ở đây dễ thương nè, mấy này là gì vậy? Mấy này 8 đồng. Rồi ba lựa được. Ba nhỏ ba lựa được cái đó. Này bữa ba đu tà có đó. I know. Giờ tao qua đây bị dép. Đó là online quần áo nha cả nhà. Đủ loại, dễ lựa. Ê, con thỏ con à. Dài dép nó có theo size nè. Đó, ở đây nồi đầu giá nó cũng tương đối ok. Này là em quay cuộc sống hàng ngày, mấy anh chị có thể vô đây mua đồ để mình dùng hàng ngày ở nhà. Giá phải chăng? Đồ trang trí, đồ dùng cho nhà bếp, bánh kẹo, nghĩ gần tới lễ chiếc lá nè, với Valentine tới nên cả nhà đi đâu người ta cũng sẽ trưng bày hết, tới cái lễ gì là họ trưng bày đầy ở trong siêu thị cái lễ đó. Lá không, cỏ ba lá. Đây là gian hàng nồi ơi son chảo ly. Ly cốc dành cho Valentine và cả nhà. Ok, còn đây là khu vực dành cho trang trí nhà gối. Đẹp. Cũng lại là cỏ ba lá ở đây. Mỗi lần đi đâu là có hai cái đứa nó làm biếng nó đi, hồi nó kiếm ghế nó ngồi. Nó kiếm cái gian hàng dành cho người ta bán ghế, nó leo lên nó ngồi. Hai đứa làm mannequin ở đây hả? Ừ, đi chưa hai con mannequin? Let's go. Dành cho nhà tắm. Dành cho đồ trẻ sơ sinh, em bé, đồ chơi nè. Dễ thương không? Mấy bé chắc cỡ 2 tuổi, 2-3 tuổi đâu lại à. À.
đủ loại. La dành cho em bé, bé trai bé gái và dép. Đồ bạn cho Valentine. Cái like tính tiền. Mời cả nhà đi với em đi vô ưu tạ coi mỹ phẩm ở trong đây hôm nay bán gì nha. Nay em vừa mua cái tiếp chị mụn, khi mà mình bị nóng người mình nói mụn á, mình gắn cái tiếp đó lên, sức cái đó lên nó bè đờ cho da lắm. Có mỹ phẩm của liquid ở đây, không có bánh mì, bánh mì kế bên đây chỉ có make up thôi. Về cho da mà phấn hả, ồ màu mắt à, mình mua Maybelline nữa mới make up. Ở trong đó là dành cho he với tóc chị gạo cả nhà. Đây hãng của Lancôme. Nè, xịt nước hoa cho Aiden nè, cho nó đỡ thúi nè. Lancôme. Hả? Không. Giá 30 mấy, 40 đồng cũng có. Hả? Gì? Gái 13 tuổi giờ đang đó nó, tại con chưa đánh phấn nền lên. Ừ thì con đánh lên, con make up lên nó mới có thấy màu chứ. Bên đây nó có nước hoa. Ồ mấy cái tiếp nước hoa nhỏ này dễ thương quá hả. Mùi thơm không ta? Ồ, oh, mấy cái tiếp này đẹp nè. Mẹ thích mấy cái nhỏ nhỏ để mình đi chơi du lịch, mình đâu có được sách nhiều đâu. Ồ, và xa xỉ. 100 một chai. Lancôme 85 một chai. YSL. Ủa gì vậy, cái gì cho nam rồi. 140, 170 một chai. Dior này nó bán cũng giá bằng trong mo cả nhà. Gucci nữa nè, cũng 140 con chai. Giò ok. Thế cao cũng thường đa số nước hoa thì giá nó cứ từ 100 cho tới 200 tùy theo dung lượng nha cả nhà. Là của cao nè, còn đây là giá của Dior. Không, tùy theo dung lượng, dung lượng lớn cũng 150 một chai. Michael Kors. Từ 89 chai nhỏ tới 100 mấy chai lớn.
Chưa có. Đây. Nó bán đi, nó bán nhiều. Hàm ơi. Nó có giống ở bên kia không? Ủa. Bên đây dành cho tóc, cũng có chỗ làm tóc ở trong đây luôn, tạo kiểu tóc salon tóc ở trong đây luôn. Vừa bán mỹ phẩm vừa thật. $26 và $15. Kêu lên đi. Em này. Đó, bên đây dành cho nhuộm tóc nè, dưỡng tóc nè. Wow, nhuộm tóc mấy màu này là đẹp này Mai Ly. 40 đồng một chai. Máy sấy tóc 100. Ba mấy đồng cũng có. Mua mấy cái đồ cuốn tóc nè. Mai Ly làm cho tóc nó quăng nè. 80 mấy đồng, 100 đồng không? Wow. Cái này cũng dành cho nó mụn ra nè. What? Cho về dưỡng da. Emily, có cái hũ của con kìa. Cái hũ làm cho da con có độ ẩm kìa. Con có cái nào sữa tắm của con không? Nè, 4 đồng cái. Cho mắt dưỡng da. Em quay sơ sơ cho cả nhà cùng xem ở trong Bala ở đây nha. Nó cũng như một cái video mò mua đây cũng vậy thôi à. Giá nó cũng như vậy đó. Ok. Tính tiền đi. Ok. Ở bên đây là Ulta. Giờ em qua review bánh mì cho cả nhà nha. Hai đứa nhỏ. Cả nhà em thích ăn bánh mì lắm. Cái này chủ thứ hai mở rồi. Chế biến nhiều món. Bánh mì nó ngon hơn. Để em vô coi có cái gì trong đây nha. Mua đồ cho đã và phải chiêu đãi hai anh chị nhỏ bánh mì đó, món yêu thích của nó đó. Bánh atiso. Mấy giờ Mai Ly? Bánh mì Paris, bánh mì ngon không?
ngon không? Bánh mì yummy. Cái đó còn phải thò môi cho nó nấy nha. À, Nhi. Đi ra tới sân bay luôn, một con đường này luôn. Dĩ nhiên là mỗi cái building đều có một tiệm nail. Cái ngã tư có cái building, có nhà hàng, có quán ăn, sẽ có một tiệm nail. Đi về nó sẽ tối, tại vì nó đa số là nhà người ta ở nhiều hơn là trung tâm buôn bán nên nó không có đèn đường nhiều. Ok, em cảm ơn cả nhà đã xem hết clip của mấy mẹ con em đi chợ mùng 2 Tết của mấy mẹ con em. Cả nhà có xem nhớ đăng ký